Kính chào quý vị và các bạn đã đến với kênh Rồng Vàng Bóng Đá Kính thưa quý vị, câu chuyện Quang Hải đang gặp khó khăn trong việc cạnh tranh vị trí trong đội hình xuất phát ở tại POFC Và chuyện Liên đoàn Bóng Đá Việt Nam đang tìm cách để đưa tiền vệ này về dự AFF Cup 2022 Đang nóng lên mỗi ngày ở trên mạng xã hội Không những thế, người đại diện của Quang Hải là ông Nguyễn Đắc Văn Từ một ông bầu, một người quản lý đinh đám nhất của bóng đá Việt Nam hiện nay Bỗng dưng khiến cho người ta đặt dấu hỏi lớn về giá trị mà ông mang lại Khởi đầu câu chuyện phải nói đến việc là các cầu thủ của câu lạc bộ Cần Thơ ở giải hạng nhất gần đây đã tố câu lạc bộ nợ lương. Đội bóng đất Tây Đô vẫn chưa thanh toán tiền lương tháng 7 và tháng 8. Ngoài ra, số tiền thưởng 300 triệu đồng cho mỗi trận thắng cũng đã biệt tăm. Tính đến nay, câu lạc bộ Cần Thơ đã có 4 trận thắng. Như vậy thì số tiền thưởng lúc này đã lên tới 1,2 tỷ đồng. Chưa hết, nhiều cầu thủ còn cho biết rằng đội bóng vẫn chưa trả tiền lót tay đợt 2 như là cả hai bên đã ký kết hồi đầu mùa giải. Được biết đây là lần thứ hai ở mùa giải các cầu thủ của Cần Thơ đã phản ứng về chuyện bị nợ lương và thưởng. Bởi hồi giữa tháng 8 vừa qua, đoàn quân của huấn luyện viên Nguyễn Việt Thắng cũng đã phản ứng và được lãnh đạo của câu lạc bộ hứa là sẽ giải quyết sau 2 tuần. Thế nhưng đến giờ, mọi thứ vẫn chưa có gì thay đổi. Hiện tại, câu lạc bộ Cần Thơ đang được quản lý bởi Chủ tịch Nguyễn Đắc Văn cũng là người đại diện của Quang Hải, thủ môn Bùi Tiến Dũng và hậu vệ Đoàn Văn Hậu. Khi vừa mới nhậm chức, ông Văn đặt mục tiêu trước mắt là sẽ ưu tiên việc ổn định cơ sở, tạo nền tảng cho sự phát triển của câu lạc bộ Cần Thơ. Tiếp đó là đưa đội bóng này sớm trở lại với giải đấu V-League hạng cao nhất của bóng đá Việt Nam. Hiện giờ Cần Thơ đang đứng thứ 8 trên tổng số 12 đội trên bảng xếp hạng của giải hạng nhất, được 16 điểm sau 13 vòng đấu. Đội bóng đất Tây Đô hầu như là không còn khả năng thăng hạng do đã bị hai đội đầu bảng là Công an Nhân dân và Khánh Hòa bỏ xa đến 9 điểm. Vậy là không như những lời đao to búa lớn mà ông bầu Nguyễn Đắc Văn, chủ tịch câu lạc bộ Cần Thơ đã tuyên bố khi nhậm chức. Không còn lộ trình dài hơn 5 năm hay 10 năm, không còn thứ bóng đá tự nuôi bóng đá, không còn đội bóng đá xã hội hóa và cũng không còn thu hút đầu tư bằng những kế hoạch. Đội bóng Tây Đô đang đứng bên bờ vực bỏ giải khi mà các cầu thủ quyết định đình công, còn huấn luyện viên Nguyễn Việt Thắng thì nộp đơn từ chức. Cần Thơ chỉ còn là cái vỏ, nguyên do vẫn là câu chuyện muôn thuở đầu tiên tiền đâu. Trong cuộc họp với lãnh đạo thành phố Cần Thơ chiều ngày 15 tháng 9, huấn luyện viên Việt Thắng và toàn đội bóng đá Cần Thơ đã đề đạt nguyện vọng giải quyết vấn đề lương thưởng còn nợ. Tuy nhiên, phía ban lãnh đạo đội bóng mong muốn các cầu thủ sẽ kiên nhẫn thêm vài tuần để giải quyết sự việc. Không đồng tình với phương án trên, ban huấn luyện cùng với các cầu thủ đã quyết không thi đấu phần còn lại của giải hạng nhất 2022. Lãnh đạo của đội đã từng hẹn đầu tháng 8 sẽ giải ngân, thế nhưng đến nay đã bước qua đến nửa tháng 9, mọi việc vẫn chưa được giải quyết. Là chủ tịch đội bóng, ông Nguyễn Đắc Văn không thể không chịu trách nhiệm, đúng hơn ông là người chịu trách nhiệm cao nhất. Còn nhớ chính ông Văn đã nói rằng tình trạng của đội không thể xấu hơn được nữa. Thế nhưng hóa ra Cần Thơ dưới sự lèo lái của người đại diện của Quang Hải đã trở nên tồi tệ hơn nữa khi mà liên tục tạo đáy. Tất nhiên là có thể thông cảm cho vị chủ tịch câu lạc bộ Cần Thơ bởi vì đây mới là lần đầu tiên ông lãnh đạo một đội bóng, lại là một đội bóng đang khủng hoảng nghiêm trọng. Song nếu như nhìn lại sự nghiệp quản lý cầu thủ của vị doanh nhân sinh năm 1971 này thì hóa ra việc tạo đáy dường như đã trở thành một thói quen. Ông Nguyễn Đắc Văn sống và làm việc ở tại Cộng hòa Liên bang Đức từ năm 1989 cho tới năm 2017 thì trở về Việt Nam sáng lập ra công ty Vsport con Gia Tinh, hoạt động trong lĩnh vực tư vấn thể thao. Dễ nhớ hơn là ngoài làm đại diện cho Quang Hải thì ông Văn còn là đại diện của Thủ Thành Bùi Tiến Dũng, người hùng trong câu chuyện cổ tích Thường Châu hay là hậu vệ Đoàn Văn Hậu, một trong những cầu thủ trẻ có trình độ và tiềm năng nhất của bóng đá Việt Nam. Thế nhưng hãy xem qua thành quả của vị siêu cò này. Trước hết là thủ môn Bùi Tiến Dũng, sau giải U23 châu Á, dấu ấn lớn nhất của Thủ Thành này là bảng báo giá tham dự sự kiện truyền thông từng gây tranh cãi vì những con số nặng tới mức mà đủ sức làm choáng mọi ngôi sao hạng A của ngành giải trí. Về mặt chuyên môn, sự nghiệp của Bùi Tiến Dũng ngày càng sa sút và ở tuổi 25, thủ thành này được biết đến với vai trò là người mẫu nhiều hơn là một cầu thủ. Tiếp đến là Đoàn Văn Hậu, cầu thủ trẻ nhất từng khoác áo đội tuyển Việt Nam này gần như là mất hút trong vòng 2 năm trở lại đây. Bước ngoặt đến từ câu chuyện xuất ngoại của chính anh. Tháng 9 năm 2019, Văn hậu ra mắt câu lạc bộ SC Herenven, đội bóng đang chơi ở tại giải vô địch quốc gia Hà Lan với một bản hợp đồng cho mượn kéo dài một năm với giá trị chuyển nhượng vào khoảng 1,5 triệu euro, tương đương với khoảng 38,3 tỷ đồng. Mức lương tối thiểu trước thuế mà đoàn văn hậu nhận được vào khoảng 11 tỷ đồng mỗi năm. Qua đó anh đã trở thành cầu thủ được hưởng mức lương cao nhất Việt Nam và cũng là cầu thủ Việt Nam đắt giá nhất từ trước đến nay. Thế nhưng trong quãng thời gian khoác áo cho Herenven, Văn Hậu chủ yếu khoác áo đội trẻ và anh chỉ có 4 phút chơi cho đội 1. Dấu ấn lớn nhất của cầu thủ sinh năm 1999 này để lại trên xứ sở hoa tulip có lẽ là đôi ba clip review xe và cuộc sống của một du học sinh. Anh trở về với những chấn thương, vắng mặt từ vòng loại World Cup 2022, AFF Cup cho đến SEA Games 31 và cũng không đóng góp gì nhiều cho đội bóng chủ quản Hà Nội FC. Từ một tài năng 21 tuổi đầy hứa hẹn, ở tuổi 23, Văn Hậu như thể là bị phế võ công khi mà có khoảng 2 năm gần như là không thi đấu. Thay vì chủ quan duy ý chí thì cần biết rằng hậu vệ này vừa bỏ lỡ một giai đoạn vàng để phát triển trình độ và đánh đổi bằng một chuyến xuất ngoại sạc mùi tiền. Và cuối cùng thì hiện tại Quang Hải đang rơi vào tình trạng tiến thoái lưỡng nan ở tại Po FC, đội bóng đang đứng áp chót bảng xếp hạng leader. Thời gian thi đấu của tiền vệ này cứ tụt dần một cách chóng vánh ở tại đội bóng do huấn luyện viên Didier Tholot dẫn dắt. Sau trận ra quân thi đấu 30 phút trước gai găm, tiền vệ 25 tuổi này đã có bước nhảy vọt khi mà góp mặt 68 phút ở trận gặp Dijon ở vòng thứ hai giải Ligue 2. Đó là trận đấu mà Quang Hải ra sân nhiều nhất cho Pô FC. Từ vòng đấu thứ ba trở đi, thời lượng thi đấu mỗi trận của Quang Hải cứ giảm dần với các con số lần lượt là 63, 27 và 17 phút. Tiếp đến ở trận gặp KN ở vòng 6, Quang Hải vào sân ở phút thứ 85 và chỉ thi đấu khoảng 11 phút điều đáng nói là trong vòng 11 phút có mặt ở trên sân, Quang Hải chỉ chạm bóng có 4 lần và không tung ra được một đường truyền nào. Đây cũng là trận đấu mà các chỉ số thống kê của cầu thủ sinh năm 1997 là tệ nhất. Đến hai trận gần nhất của POFC, Quang Hải thậm chí còn không được tung vào sân mà chỉ ngồi ngoài cùng với một thủ môn dự bị khác để ngắm các đồng đội thi đấu. Tự trung lại ngôi sao của bóng đá Việt Nam chưa một lần tỏa sáng ở tại xứ sở lục lăng, không có bàn thắng, không có kiến tạo. Đó là hệ quả của những vấn đề đã được dự báo. Thể lực, thể chất của Hải Con không thể sánh bằng những cầu thủ châu Âu hay là châu Phi, dù rằng anh có nhiệt tình tới đâu. Bi kịch hơn nữa, sở trường của Quang Hải là vị trí cầm trịch ở trên sân, nhưng thực tế chứng minh là anh không được cung cấp bóng như là ở đội tuyển Việt Nam hay Hà Nội FC. Tất nhiên cũng cần phải nói thêm là tiền vệ này đã được huấn luyện viên lẫn đồng đội trao cơ hội nhưng anh thiếu đi độ tĩnh trong từng pha bóng. Nhìn chung thì từ Văn Hậu đến Quang Hải cho thấy khoảng cách rất lớn giữa bóng đá Việt Nam và Châu Âu. Với tình hình của Hải Con ở POFC, thật khó để tin rằng anh có thể định danh ở câu lạc bộ Atlético Madrid, đội bóng mà theo như ông Nguyễn Đắc Văn đã nói là đã đề nghị ký hợp đồng với tiền vệ sinh năm 1997 này. Thế nhưng dù có từ chối Atlético Madrid thật, thì thay vì chọn bước đi phù hợp từ trình độ cho đến văn hóa, người đại diện của hai cầu thủ này lại chọn cách gây bão ở trên truyền thông. Vụ chuyển nhượng đương nhiên dù men dư luận. Nhưng bây giờ Quang Hải đang phải chịu hiệu ứng ngược, thật đáng tiếc và đáng thương cho ngôi sao sáng giá nhất của bóng đá Việt Nam. Dĩ nhiên chẳng ai muốn là Quang Hải thất bại cả, anh là tài năng mà mọi người hâm mộ nước nhà đều trân quý, nhưng khoảng cách vẫn cứ là khoảng cách và thực tế sự nghiệp của Hải con chưa bao giờ buồn như ngày hôm nay. Sâu chuỗi từ câu lạc bộ Cần Thơ đến thủ môn Bùi Tiến Dũng, Văn Hậu cho đến Quang Hải, chúng ta sẽ có một đáp số chung cho nỗi buồn này. Đội tuyển Việt Nam hiện đang chuẩn bị để thi đấu giải Tam Hùng với Singapore và Ấn Độ. Giải đấu này do Liên đoàn bóng đá Việt Nam tổ chức. Huấn luyện viên Park Hang-seo cũng đã điền tên Quang Hải vào danh sách các cầu thủ được gọi tham dự. Các nhà chuyên môn cũng như là các cổ động viên Việt Nam cho rằng việc tham dự các trận đấu giao hữu cùng với đội tuyển Việt Nam ở thời điểm này có thể sẽ giúp cho Quang Hải lấy lại cảm giác hưng phấn hơn khi chơi bóng và vì thế sẽ thuận lợi hơn trong việc giúp cho anh vượt qua quãng thời gian không mấy vui vẻ ở tại PFC lúc này và từ đó tìm lại được chỗ đứng cho mình ở câu lạc bộ thế nhưng xa hơn nữa liên đoàn bóng đá việt nam còn tính chuyện là đàm phán với pofc để cho quang hải có thể trở về tham dự aff cup vào cuối năm nay kết quả còn chưa rõ thế nào bởi vì aff cup không thuộc hệ thống giải đấu của fifa cho nên các câu lạc bộ không bắt buộc phải nhả người nhưng có thể thấy rằng động thái này của vff đã khiến cho giới mộ điệu đặt dấu hỏi lớn về tham vọng thực sự của bóng đá việt nam đâu là điều mà chúng ta muốn tiến ra châu lục hay là ở lại Đông Nam Á. Ngoại trừ Ả Rập Xê Út, điểm chung của bốn đội tuyển giành chiến thắng ở vòng loại thứ ba World Cup 2022 khu vực châu Á là họ đều sở hữu rất nhiều cầu thủ đang chơi bóng ở tại châu Âu, bỏ xa phần còn lại trong đó có Việt Nam. Một nền bóng đá đẳng cấp cao phải có những cầu thủ thi đấu ở đẳng cấp cao. Người duy nhất của tuyển Việt Nam đang làm được điều đó chính là Quang Hải. Nhưng chúng ta lại đang muốn kéo Quang Hải trở về cho một giải đấu mà biên giới chỉ gói gọn trong những bức tường ở Đông Nam Á. Quang Hải dẫu đang gặp khó khăn ở tại Po FC, song đây mới là lần đầu tiên xuất ngoại của anh. Thời gian sang Pháp chơi bóng của Quang Hải cũng chỉ khoảng hơn 2 tháng. Phía trước Quang Hải dẫu là thử thách nhưng cũng không phải là không có cơ hội. Anh cần nỗ lực hơn nữa để có thể vượt qua khó khăn. Sự kiên nhẫn sẽ là chìa khóa cho con đường của Quang Hải và cũng là điều mà người hâm mộ cần có khi nhìn về anh. Con đường ấy chắc chắn là bị phá vỡ nếu như Quang Hải trở lại Việt Nam để dự AFF Cup vào cuối năm nay. Giải vô địch Đông Nam Á sẽ diễn ra từ ngày 20 tháng 12 cho tới ngày 16 tháng 1. Nếu như trở về hội quân cùng với đội tuyển Việt Nam, Quang Hải sẽ vắng mặt ở POFC FC khoảng 1 tháng và nghỉ tối thiểu là 4 trận ở tại giải Lích Đơ, chưa kể là các giải cúp. Tính cả thời gian World Cup trước đó thì Quang Hải sẽ không có trận nào thi đấu cho POFC FC trong khoảng 2 tháng liên tiếp. Khi mà Quang Hải trở lại Pháp sau AFF Cup thì anh sẽ phải làm lại mọi thứ từ đầu. Việc tham dự AFF Cup sẽ khiến cho những cơ hội vốn đang mong manh của Quang Hải lại càng trở nên nhỏ bé hơn. Huấn luyện viên Didier Tholot có chấp nhận chờ Quang Hải từng ấy thời gian hay không? POFC làm sao có thể kiên nhẫn nổi khi mà họ đang phải đua trụ hạng? Quang Hải có thể nhìn vào người đàn em Đoàn Văn Hậu để thấy bài học xương máu này. Gia nhập Hirenven hồi tháng 9 năm 2019, Văn Hậu trở về Việt Nam ngay vào lúc tháng 11 để cho mục tiêu SEA Games. U23 Việt Nam sau đấy vô địch nhưng cá nhân đoàn văn hậu thì không đạt được bất kỳ tiến bộ nào ở Hà Lan. Huấn luyện viên Johnny Jansen của Hiranven khi đó đã nói rằng văn hậu là cầu thủ có khả năng nhưng cậu ấy đã đi gần 6 tuần. Chia sẻ với báo giới chiều ngày 15 tháng 9, đại diện của Liên đoàn bóng đá Việt Nam đã khẳng định là sẽ trao đổi với POFC về việc Quang Hải giữ AFF Cup. Tuyên bố ấy đã cho thấy rằng AFF Cup vẫn là ưu tiên rất lớn trong chiến lược của bóng đá Việt Nam những người đứng đầu vff không phải là không biết những nguy cơ dành cho quang hải thế nhưng áp lực và kỳ vọng quá lớn ở sân chơi khu vực đã buộc họ phải nhìn về phía hải con vấn đề là quang hải trở lại cũng chưa chắc đã giúp cho tuyển việt nam cầm chắc được chức vô địch nhưng nó chắc chắn sẽ chặn đứng con đường sự nghiệp của quang hải và nếu như cả quang hải còn không thể xuất ngoại thành công thì bóng đá việt nam sẽ nhìn vào ai đây để kỳ vọng rồi ai sẽ dẫn dắt tuyển Việt Nam trong tương lai khi mà chúng ta trở lại vòng loại thứ ba với những ông kệ như là Hàn Quốc, Nhật Bản hay Australia? Quang Hải xuất ngoại là chuyện của riêng cá nhân anh ấy hay là chuyện chung của cả nền bóng đá? Chúng ta muốn ở lại những bức tường Đông Nam Á hay là dám mơ mộng về điều xa vời hơn? Trong khi bóng đá Việt Nam còn đang muốn kéo Quang Hải trở về, thì Chanathip Songkrasin đã thẳng thừng tuyên bố là anh không về dự AFF Cup cùng với đội tuyển Thái Lan. Trước đó, hậu vệ Terathon Bumathan cũng đã từng từ chối tập trung đội tuyển Thái để đá vòng loại World Cup. Thủ môn Neetherit, người đang chơi ở tại giải hạng nhất của Anh, cũng đã vắng mặt ở tuyển Philippines trong hai kỳ AFF Cup gần nhất. Muốn bắt kịp và sau này là vượt qua người Thái một cách cực kỳ thuyết phục thì bóng đá Việt Nam buộc phải đưa ra những lựa chọn không có đường lùi như thế. Quý vị và các bạn hãy để lại những bình luận của mình ở phía dưới video này. Dùng vàng bóng đá xin cảm ơn những bình luận của quý vị và các bạn còn bây giờ xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video tiếp theo